người đàn ông tự kỷ đi ăn lẩu với mình, má ơi. Cái gì vậy? Hả? Trời ơi, có phải là cái nghệ sĩ lớn lao không? Nghệ sĩ mà mặc cái áo mà của Hồ Ngọc Hà đi dự event đó. Ờ vậy hả? Ừ. Trời ơi, lỡ gần mặt coi. Chưa phát hiện nha, chưa phát hiện hả? Trời ơi, không biết gì không hả? Phải vô cận mặt. Nói đâu là từng ngày từ lời mình không sao, từng ngày từng giấc mình sắp qua. Nó vẫn không biết, nó vẫn không biết. Nó vẫn không biết, nó vẫn không biết. Mày đi ăn trước mà mày không rủ tụi. Tụi anh chị. Từ bữa đầu thứ 6 năm nhắn tin em nói là thứ 7 chủ nhật mày không rảnh. Tao mới bay về. Tao mới bay về. Trời ơi kìa, xịt mắt tụi anh ơi. Tôi đã nhắn tin. Mày má tao. Mày là má tao. Em mà cho chị hỏi nè. Ủa sao nhắn tin xong đi ăn không rủ, xong rồi tới nơi thấy bạn còn quýnh hả? Chị đang rất là thắc mắc là để mà sát vô em không biết. Không biết, đang ngồi coi đồ ăn, thức uống ngoài thân đi hết. Tại sao bây giờ lỡ cái gì mình có ngồi ăn chung không? Ồ, tụi em vừa mới tới à? Vừa mới tới đâu rồi. Thấy không thích nhau thì mình ngồi. Thôi, không, không thích nhau thì mình ngồi riêng đi. Nhưng mà nghe đồn là nghe nói tặng tôi chai dầu thơm giờ chưa thấy. Đi anh xin, đi. Lúc hồi nãy em bị tát vô mặt đó, em cảm xúc em là như thế nào, đúng tâm lý nha? Tâm lý của em hả? À. Tâm lý đầu tiên là định quay lên mình chửi thề một câu. Ồ. Nhưng mà mình thật sự mà mình là người nổi tiếng mà, đúng không? Mình phải giữ hình tượng mình lên, mình coi đứa nào tát mặt mình. Ồ. Sau đó mình lấy cái ly mình tạt mặt nó. Ồ. Mình cuối cùng mình gặp cái người quen. À. Đúng không? Cái ly là đang chuẩn bị tâm lý là thấy tát là lấy nhìn lên cho coi là ai đã là mình tát là phải tạt đúng không? Đúng không? Ai ngờ đẹp trai quá không tạt được. Các bạn ơi, các bạn có thể xem cái biểu cảm của Trịnh Thăng Bình lúc đó như thế nào ha. Chúng ta sẽ trở lại. Nói đâu là từng ngày từ lời mình không sao, từng ngày từng giấc mình sắp qua. Đó, thấy chưa? Đó, cái mặt đó là mặt gương á, ngu chứ không phải cái mặt tát vô người ta nha. Mặt ngu, mặt bị người ta nó chích nha, ai tát mình vậy? Đúng. Dạ, coi. Chào dạ. Dạ. Hôm nay á, là mình đã được là hai đứa mình tính là mình, hai đứa không. Đi ăn không? Mình là gặp thầy tiên đúng không? Thầy tiên là gì? Cô giáo. Đúng rồi, cô giáo đó. Thì mình họ tự nhiên gặp được mình thì họ bao mình mà đúng không? Thì dĩ nhiên rồi, ăn uống mà không bao nha, tôi được tay vô tình gặp mà có đâu muốn gặp đâu. Cái này ta mới ra mới mà. Mới vậy. Đắt show lắm. Em nhìn kìa, đi ăn lẩu mà bản đồ như cô quặng bạch tuyết công chúa kìa. Cái này là cái trang người ta cho. Không phải là đồ ấy. Đi ăn lẩu như bạch tuyết vậy á. Chúng tôi là đang lo sợ ba cảm thôi mình đi ăn nha.